Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, kế hoạch số 45 của Thành ủy và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Giờ hội nghị có ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2022, các cấp ủy tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả kết luận số 21, kế hoạch số 45 và nghị quyết trung ương 4 khóa 12. Các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình để triển khai các công việc theo chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương đơn vị mình một số đảng bộ đã có cách làm hay sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị như hòa vang hải châu thanh khê sơn trà bộ phận thường trực thành ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm điểm từ phê bình và phê bình các tập thể cá nhân diện ban thường vụ thành ủy quản lý công tác kiểm tra giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng cấp ủy trực thuộc được tăng cường